Dạ hello, em xin kính chào cô chú bác anh chị và các bạn nha. Hiện tại em đang có mặt ở một cái ngã ba chia cắt bởi con đường Nguyễn Văn Cừ, con đường Cường Đẻ và phía trước màn hình đây là con đường Hoàng Văn Thù, cô chú bác anh chị. Và phía sau em là một cái bùng binh 3 tháng 2, bùng binh Việt Anh, nơi có con dốc Duy Tân anh chị. Và hôm nay thì em xin phép mời cô chú bác anh chị và các bạn đi cùng mấy em ha, đi lang thang một chút xíu, ngó nhìn một vài hình ảnh ở con đường Mạc Đỉnh Chi, con đường ngày xưa thì cũng có tên gọi là khu vực xóm sình anh chị. Ngày hôm nay trên con đường này có một cái cửa hàng Thế Giới Di Động rất là lớn ở đầu đường. Bên trong thì có tiệm cơm Vĩnh Lợi. Và bên phía bên phải của em đây là có một cái quán của bà con mình buôn bán hàng ăn buổi sáng cho những cô chú đi lao động. Một chút xíu vị trí của em đang đứng chia sẻ đến cô chú bác anh chị. Đà Lạt ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Và bây giờ là 10 giờ 30 buổi trưa. Nhiệt độ ở bên ngoài khoảng 23 độ C anh chị. Đối với con đường này thì năm xưa thì có một cái chỗ để mà người ta đập đầu bò. Ngay bây giờ thì đó là một cái quán lẩu bò Ba Toa anh chị. Và phía trên này là khu vực cầu Nhà Đèn. Và góc này thì có một cái quán cà phê. Đối với những cô bác anh chị đã sống ở Đà Lạt trước đây thì có lẽ cái quán cà phê này có rất là nhiều kỷ niệm. Ngay góc đường Nguyễn Văn Cừ. Và bên này thì có một cái Thế Giới Di Động, một cái tiệm điện thoại. Trước khi đi thì em cũng xin phép kính chúc cho cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới vui tươi, thật là nhiều bình an. Đối với con đường này thì chúng ta sẽ đi vào khu vực lẩu bò Ba Toa. Ngày xưa có các anh hay đập đầu bò đó, nhưng mà bây giờ thì chúng ta không còn thấy những cái hình ảnh đó nữa. Và bây giờ tại đây thì có một cái quán, đó chính là cái quán lẩu bò Ba Toa anh chị. Và cũng chính vì thế cho nên là bây giờ khách du lịch và các anh chị ở các tỉnh, nếu mà nói tới ăn uống lẩu bò Ba Toa thì chắc chắn sẽ phải biết đến khu vực lẩu bò Ba Toa, chắc chắn sẽ ghé vào đây. Nó mang rất là nhiều cái kỷ niệm anh chị. Và bên cạnh quán lẩu bò Ba Toa thì chúng ta thấy con suối chảy về hướng Cam Ly, con suối Tô Ngọc Vân anh chị. Phía trước đây là một cái bãi để xe của quán lẩu bò Ba Toa, đông khách, hầu như là vào mỗi buổi trưa thì rất là đông anh chị. Kèm theo đó là kéo theo những cái quán bên cạnh cũng lấy chung một cái tên, đó là tên lẩu bò Ba Toa. Con suối Tô Ngọc Vân ngày hôm nay cô bác anh chị thấy họ đã làm một cái bờ kè. Trước kia thì nó hay bị ngập anh chị ha. Đi đến đây thì chúng ta thấy có một cái cầu Nhà Đèn anh chị. Cầu này người ta gọi là cầu Nhà Đèn ha. Ở phía dưới này thì có một con kênh, con suối.
ở đây thì có hai con đường mom mem, con đường chạy dài từ đây tới khu vực La Sơn Phu Tử. Chúng ta thấy ngày hôm nay họ đã đổi tên thành con đường 3 tháng 2, và số cũ ở đây là 116 anh chị. Con căn nhà ở đây thì bỏ hoang cũng rất là lâu rồi. Chúng ta thấy có một cái cây hoa ban trắng ở phía trước nhà, và một cái cây hoa bông giấy anh chị ha. Phía trước đây là khu vực nhà đèn. Ngày xưa ở đây thì nó là một cái khu vực để mà người ta hay lên đây để đóng tiền điện anh chị, nơi điện lực của tỉnh Lâm Đồng mình đó. Lát nữa thì em sẽ đi vào khu vực xóm sình, và bây giờ là con đường Mạc Đỉnh Chi anh chị. Sẵn đi ngang qua đây thì em sẽ gửi cho anh chị một vài hình ảnh ở dốc nhà đèn anh chị ha. Anh chị thấy ngày hôm nay công ty điện lực Đà Lạt nằm trên con đường 3 tháng 2 hôm nay thế nào, nó thay đổi hoàn toàn anh chị ha. Chỉ còn một bên mé bên góc phải, góc trái màn hình thì vẫn còn một cái căn nhà của Pháp trước năm 1975, có một cái số, có một cái năm logo, có hai chữ E, và có một cái logo hiệu có ghi là 1928. Số 2 thì nó hơi nghiêng về bên phía tay trái, mà cũng không biết là có ý nghĩa như thế nào. Anh chị, mời anh chị cùng nhau tiến vào con đường Mạc Đỉnh Chi anh chị ha. Con đường Mạc Đỉnh Chi ngày hôm nay thì nó thay đổi diện mạo hoàn toàn anh chị. Năm xưa thì chỉ có con đường nhỏ, thì còn nhỏ mom mem chạy từ đường 3 tháng 2 đi vào, đi vào đó thì có một con đường mòn nhỏ thôi, không biết có thông ra như bây giờ không. Bây giờ thì nó đường rất là rộng anh chị, nó chạy dài về phía chúng ta có thể thấy là nó thông qua con đường khu quy hoạch Mạc Đỉnh Chi, chung cư Mạc Đỉnh Chi, và đổ về hướng Hoàng Diệu anh chị. Em xin phép cô bác anh chị em sẽ qua đường ở đoạn này. Tại cái khu vực này năm xưa có tên là khu vực Xóm Sình. Khi mà đi chơi hồi xưa, nhắc tới khu vực Xóm Sình thì ai cũng biết anh chị, thời năm 90, năm 9 mấy thì cái địa danh này thì nó rất là quen thuộc rồi. Phía trước đây là một cái căn nhà tập thể, căn nhà liền kề luôn, 1/2 L1 lô 1. Ngày hôm nay ở phía dưới cô bác anh chị thấy có bán quán ăn, rồi cửa hàng tạp hóa anh chị ha. Năm xưa thì không có được như thế này, nhà cửa thì lúc đó còn thưa thớt anh chị. Và ngay trên con đường này nó rất là thấp luôn, và ngày hôm nay thì họ đã nâng cấp con đường này lên rất là cao luôn. Hiện tại thì có một số căn nhà anh chị thấy nó tụt lại ở phía dưới rất là sâu, người ta phải làm những cái con dốc để mà đi lên. Khu vực này thì anh chị thấy này, ngày xưa thì nó nằm ngay mặt tiền,
Còn đối với bây giờ thì nó sẽ nằm tụt lại ở phía sau anh chị, nằm tụt lại ở phía dưới rất là sâu. Công ty bất động sản ở số 13. À, anh chị thấy không, có cái căn nhà rất là to luôn. À, trước đây thì nơi này nó gắn bó rất là nhiều kỷ niệm thân thương đối với cô bác anh chị. Ở đây có nhiều căn nhà anh chị để ý nè, nó nằm tục xuống dưới mặt đường ha. Ở trong này ngày xưa thì cũng có người Hoa, cộng đồng người Tàu vào đây định cư cũng rất là nhiều. Các cái tiệm mì Hoàng Thánh rồi Vĩnh Lợi cũng có nguồn gốc từ người Trung Hoa, người Tàu anh chị. Bán đất anh chị này, hai lô dài 40 m, liên hệ anh chị ha. Ở đây chắc có lẽ là người ta bán đất thổ cư. Đó, anh chị thấy không? Một vài căn nhà thì bây giờ nó nằm tục lại. Các cái dịch vụ rửa xe rồi gara ô tô rồi các cái quán ăn uống cà phê mọc lên rất là nhiều. Trong cái thời gian gần đây thì nó thay đổi rất là nhanh anh chị. Và em nhớ con đường này được giải tỏa và được làm lại hồi năm 2013 anh chị, 2014 gì đó. Tầm khoảng cái thời gian đó thì em có đi vào đây một vài lần. Phở Bát Đàn, shop Hải Duyên. Trước đây thì khi mà chưa giải tỏa cái con đường này á thì cái đoạn ở đây thì nó chỉ là một cái con đường đủ để một chiếc xe máy đi lọt thôi anh chị. Cũng không có nhà cửa nhiều như thế này. Tới đây thì chúng ta giao cắt với con đường Mạc Đỉnh Chi anh chị. Và phía tay trái của em thì chúng ta sẽ đi về hướng Hoàng Văn Thụ, rồi chợ Nam Thiên, rồi con đường Đồng Tâm. Và thẳng hướng trước mắt anh chị, chúng ta sẽ về khu vực Toàn Diệu. Tại đây có một cái cầu Mạc Đỉnh Chi nè. Và hướng này thì chúng ta sẽ đi về thác Cam Ly anh chị ha. Thác Cam Ly thì chúng ta đi hướng này. Có một cái cầu bắc ngang qua cho chúng ta đi tắt qua con đường Hoàng Văn Thụ. Và phía trên này là hai tòa chung cư Mạc Đỉnh Chi, lô A lô B. Người ta phơi quần áo ở đây rất là nhiều, các cái lan can. Mom em thêm con đường này thì đưa chúng ta về khu vực Hoàng Văn Thụ anh chị. Ngày xưa ở đây rất là cực anh chị, nước mỗi lần tới mùa mưa thì nó sẽ dâng cao lên, ngập hết vào nhà dân luôn.
Mấy cái nhà bên này thì nước ngập tới đầu gối anh chị. Mỗi khi mùa mưa tới thì rất là cực luôn. Và bây giờ người ta mở rộng con kênh ra, con suối ra thì giải quyết được tình trạng ngập lụt anh chị. Khu vực Nam Thiên. Cũng chính vì lý do đó cho nên là hồi xưa mới có tên là khu vực xóm sình anh chị, và ngày nay là con đường Mạc Đến Chi đó. Khu vực đó ngày xưa nó ngập rất là nặng anh chị. Mỗi khi mưa to thì người dân mình phải sắn quần lên rồi lội bùn, có khi là nước tràn hết vào nhà luôn. Đối với ngày xưa thôi anh chị, còn ngày hôm nay thì chúng ta không còn thấy nữa rồi. Từ đó không ai còn gọi tới xóm sình nữa. Rồi em sẽ mời cô chú bác anh chị và các bạn đi qua một con cây cầu sắt anh chị ha. Ở đây thì chúng ta đi về lối Hoàng Diệu anh chị, thuộc phường 5 thành phố Đà Lạt ha. Từ đoạn này thì đối với ngày xưa thì chúng ta đi tắt qua khu vực chợ Nam Thiên cũng rất là gần Hoàng Diệu anh chị. Đi bộ qua chỉ có vài trăm mét, cũng rất là gần. Ngày xưa nó ngập lụt vậy không ai dám ở, còn bây giờ thì giá đất ở đây rất là cao anh chị. Hôm nay thì em rất là vui được cùng đồng hành với cô chú bác anh chị và các bạn đi về con đường Mạc Đến Chi, khu vực xóm sình, để thăm lại những cái ngôi nhà ngày xưa cũng như là gợi nhớ những cái kỷ niệm cho cô chú bác anh chị và các bạn. Và tới đây thì em cũng xin tạm chia tay với cô chú bác anh chị và các bạn nha. Trước khi kết thúc video thì em cũng xin kính chúc cho cô chú bác anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, thật nhiều bình an và may mắn anh chị ha.